Chào bác, hôm nay ngày 17 tháng 6, cửa hàng 300 lên clip giới thiệu cho mọi người lô máy cưa xích Nhật bãi. Đó, thì số điện thoại cửa hàng bên em là 0976123330. Bác nào quan tâm sản phẩm có thể đến hệ qua số điện thoại đó nhé. Cái lô này sẽ gồm có 9 cây cho bác này, 9 cây lô này lô AV kép nhé, 9 cây cưa Nhật bãi. Đó. Bác nào xem clip thì vui lòng cho cửa hàng em xin nút like, đăng ký kênh một chuông thông báo nhé. Thì cái lô này sẽ gồm có này, khi bác mua hàng em, cái sản phẩm sẽ kèm sẽ gồm có rũa này và tuýp cho bác nhé. Ok, em xin phép giới thiệu chi tiết cái lô máy cưa xích ngày hôm nay. Đầu tiên là con đầu máy, xác máy này Echo 452 này. Con này là 45cc, máy lớn nhá, dành cho bác đi khai thác, đi xẻ chứ các kiểu nhá. Con này thì không có làm xích này, đầu máy thì đã dọn nổ cho bác nhá, đã dọn nổ nhá. Con này xài xích là xích đại này, chân lam đuôi to nhá, chân đuôi to, xích là xài xích đại. Con này thì bán anh em giá 1,2 triệu thôi. Đấy, các bác nào về có làm xích thì các bác gắn vào nhá. Đấy, làm xích của Trung Quốc gắn bừa luôn, xích đại, xích chân 72 đó. Ok, con này cắt thì cực ngon rồi, máy cực mạnh luôn, bao mạnh, có cái bơm nhớt phụ này. Con này thì tích hợp bơm nhớt phụ cho anh em đi khai thác nhé, cực kỳ không sợ là không có nhớt, bơm đều. Ok, con này bán anh em giá 1,2 triệu bao ship đó. Ok, tiếp theo, đầu tiên là con AB kép 1 nhé, con cưa tay cụt, con đến từ thương hiệu Tanaka. Con này mã của nó KI330 made in Japan này. Con này máy rất là đẹp nhé, con này chụp tờ có trợ lực này, bơm xăng phụ này, thích hợp cho bác cắt gia đình, cắt tỉa cành, tỉa cây các kiểu nhá. Con này thì máy đẹp xuất sắc luôn, các bác nhìn này, từ những cái ô bia của nó rất là đẹp này. Làm con này làm 30, xích là xài xích chung luôn ạ, xích chung 91, xích còn khá là đẹp, xích con này tầm 70%. Đó, máy rất là đẹp đấy các bác nhá, một màu đỏ, các bác muốn mua màu đỏ cho rực rỡ các bác chọn con này, rất là bền màu luôn, màu đỏ này thường rất là bền màu, bô bia này. Con này thì bán anh em giá chỉ 1,6 triệu bao ship. Ok, cân nặng của nó này, cân nặng của nó này là 4 cân ạ. Ok, test nổ luôn tiếng máy là số 1 cho bác, con này giá 1,6 triệu. Cực kỳ nhạy nổ luôn nhá anh em nhá. Tiếp theo, số 2 có đến từ thương hiệu Mazuyama. Con này là cưa tay dài Mazu chứ luôn nhá, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Cái dòng này bên cắt cỏ, bên nó bơm nước các kiểu, các bác biết rồi, thương hiệu rất nổi tiếng, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu này. Con này con tay dài, thích hợp cho bác cắt củi này, hay là các bác đi công trình ấy, các bác thường mua những con này này để đi cắt những cái cốt pha hay đầu mỏ, rất là tiện lợi nhá, rất là nhẹ nhàng, máy nổ cực kỳ ngon. Con này thì lam của nó lam 40, xích là xài xích chuẩn cho các bác nhìn cái xích của nó này, đã lên xích mới cho bác về cắt nhá, đã lên xích mới rồi, cực kỳ ngon. Con này là 31cc, lòng tầm 38 ly các bác nhá, cắt thì cực kỳ mạnh rồi, cắt củi cắt kia cực kỳ ngon luôn. Đấy, trọng lượng của nó nhẹ nhàng. Con này thì bao tiết kiệm nhiên liệu luôn, rất tiết kiệm nhiên liệu, con này 4 kg 3. Ok, test nổ luôn tiếng máy con này cho bác nhá, con này bán anh em giá 1,7 triệu thôi. Bao ship. Tiếp theo, số 3 là con Gokomatsu nhá, Gokomatsu Zubi. Con này là Zubi 320. Con này thì nó là thuộc hệ khai thác này các bác này, thuộc hệ khai thác, nhưng mà con này thiết kế nhỏ để các bác cắt gia đình. Nói chung là có nghĩa là cắt rất là mạnh luôn. Đấy, con này là Zubi 32cc, lòng con này lòng 38 ly nhá, thuộc hệ khai thác cắt gia đình nhá. Máy này, con này lam 30 nhá, xích là xài xích chung 91, xích con này là xích mới đến 90% này các bác nhá. Đây, lam của nó này, lam zin này, rất là đẹp. Đấy, con này đi cắt keo, cắt kiếc cũng được, rất là khỏe luôn, nó là hệ khai thác mà. Đấy, dòng này cắt thì bao mạnh luôn cho bác nhá, rất là đầm máy. Con này là trọng lượng 5kg này. Đấy, rất là đẹp nhá, có bơm xăng phụ này, có trợ lực này. Ok, test nổ cho bác con số 3 này, con này giá 1,8 triệu, giá rất là mềm cho con máy này, cắt thì bao mạnh luôn.
tiếp theo. Số số 4 này. Số 4 này con đua tay dài, cưa tay dài Echo dành cho bác cắt củi, cắt gia đình, cắt kiểu các kiểu nha các bác, nói chung nhiều bác nhà nấu rượu ấy. Đấy, hay là dọn dẹp sân vườn, hay là mình cắt củi đấy. Nấu nướng quanh quanh nhà. Hay là các bác dọn dẹp vườn cây các kiểu, tỉa cành các kiểu thì các bác chọn con này. Bác nhìn cái phần ốp sau nó này, rất là đẹp này, quá đẹp luôn. Làm Echo nhé, làm con này làm 35. Đấy, xích là xài xích chuột cho các bác nhé. Xích con này được tầm 70%. Máy có bơm xăng phụ này, có trợ lực này. Con này Echo 3 ngàn. Con này là 30cc, nòng tầm 37 ly cho các bác nhé. Máy rất là đẹp, con này thì máy đẹp xuất sắc luôn. Và thiếu cái hộp. Máy rất là đẹp cho các bác nhé. Đó. Ok, trọng lượng của máy này. Con này nó có trợ lực, có bơm xăng phụ cho bác nhé. Những cái dòng này nó thường nó thích hợp cả trợ lực bơm xăng phụ cho bác. Con này 4,2 kg. Trợ lực bơm xăng phụ giật rất là nhẹ nhàng nhá. Ok, test nổ luôn tiếng máy con số 4 này. Con này giá 2 triệu. Rất là ngon, con này 2 triệu bao ship này. Tiếp theo, con số 5. Con số 5 là con đến từ thương hiệu Estin. Đây, con này thì hôm qua em cũng, clip hôm qua em cũng lên con này này. Thì có một bác chốt thì em quên, em không có ghi lại địa chỉ nha. Bác nào xem bác xem lại được thì bác liên hệ qua số điện thoại 0976123370 nhá. Đấy. Con này thì Estin 011. Con này là 41cc này, cực kỳ mạnh cho bác nhá. Dòng này xài bao mạnh nha bác này, con này sản xuất tại Đức nhá. Làm con này làm 40 này, làm Estin luôn nha, có như làm Latin này. Xích là xài xích chuột, cực kỳ đẹp luôn. Con này thì cắt bao ngon cho bác luôn. Con này sản xuất tại Đức này. 41cc. Đi khai thác cũng được nhá. Rất là nhỏ gọn. Có thắng xích này. Có thắng xích này. Con này thì cực kỳ nhỏ gọn nha bác luôn. Nhẹ nhàng luôn. Vác lên trên đồi lên nương thì cắt quá sướng luôn, bao mạnh luôn nhá. Trọng lượng của nó là 5,2 kg này. Con này cắt thì bao mạnh luôn. Estin, hệ này là hệ VIP nhá. Hệ sản xuất tại Đức ạ. Ok, test nổ cho các bác con này này. Các bác nghe tiếng nổ nó cứ rất là mạnh luôn. Rất là mạnh nhá. Sang nó. Con này thì nó cực kỳ mạnh cho các bác luôn. 41cc. Cạn xăng. Ok. Rồi. Con này thì bán anh em giá 2 triệu nhá. Bác nào bác hôm qua clip hôm qua đấy ạ. Đấy, bác liên hệ lại cho em nhá. Không thì bác khác chốt thì bác liên hệ lại cho em. Đấy, Estin này. Con này cực kỳ VIP luôn. Rồi ok. Tiếp theo con số 6 này, con đến từ thương hiệu Sidua 346. Con này hệ siêu VIP này. Con này thì hệ VIP nhá. Hệ dành cho bác nào mà xài cưa chuyên nghiệp nhá. Cực kỳ đẳng cấp luôn. Con này thì bao. Nói về dòng Sidua này, thứ nhất bao các bác nó tiết kiệm nhiên liệu, vô địch thiên hạ luôn. Thứ hai là vòng tua nó lớn, cực kỳ lớn nhá. Đấy, rất là bền luôn. Xài cực kỳ bền, dòng này chạy cực kỳ mạnh nhá. Mạnh, tiết kiệm nhiên liệu và còn bền. Làm con này làm 40 này, xích là xài xích chung 91 này. 346 nhá, có trợ lực này. Ok. Cân nặng của nó này. Cân nặng của nó là đi 5,7 kg. Con này các bác cắt gia đình cắt khai thác nhá, cực kỳ ngon luôn. Đấy, đi khai thác vành cổ tầm 150, cực kỳ ngon luôn. Ok, test nổ cho bác con này này. Con này giá 3 triệu 200 ngàn bao ship. Ok. Rồi, tiếp theo con số 7 này.
Số 7 là con đến từ thương hiệu Makita. Con này Makita 3201. Con này thì máy rất là đẹp nhá. Hệ cắt gia đình. Và làm con này làm 35 xích là xà xích chung 91. Làm nhông. Con này thì cắt thì bao các bác tiết kiệm nhiên liệu luôn. Makita. Con này nó có trợ lực này. Có trợ lực nhá. Có bơm xăng phụ cho bác này. Rất là đẹp. Con này thì máy đẹp đến 90%. Cực kỳ đẹp luôn. Phải nói về thương hiệu Makita này nó rất là lớn nhá. Con này chạy bao bền, bao tiết kiệm nhiên liệu luôn. Con này có cả thắng xích đây. Cắt gia đình, cực kỳ ngon luôn. Ok, trọng lượng của nó này. Trọng lượng của nó, trọng lượng của nó là 5,4 kg. Ok, test nổ tiếng máy con này cho bác nhá. Con này giá 2.400.000 bao ship. Rồi tiếp theo, hai ông tiếp theo là hai ông cho các bác đi khai thác nhá. Ông này là ông Echo 441 này, 44cc. Con này thì xài bao mạnh cho các bác luôn nhá, cực kỳ mạnh này, 44cc luôn, hàng khủng luôn. Lam con này lam Latin luôn, lam con này lam 60 này, đường kính lưới cắt là tầm 55, xích là xài xích trung chân 325, xích còn rất là dày cho các bác này, xích còn là tầm 70%. Con này là ông này các bác đi cắt sẻ chuyên nghiệp được chứ, cực kỳ mạnh luôn. Echo mà, cái dòng Echo này thì chạy các bác rồi biết rồi, bao tiết kiệm nhiên liệu cho bác luôn, cực kỳ ngon. Ông này máy rất là đẹp, dùng dần có trợ lực chứ, dùng dần là có trợ lực cho bác này. Thằng này thì chạy các bác 44cc, bao các bác là nó độ mạnh khủng khiếp luôn. Thứ hai là rất tiết kiệm nhiên liệu nhá, 44cc nhưng rất tiết kiệm nhiên liệu. Các bác so, các bác mua con máy Trung Quốc thì máy 5.200, 5.900 ấy thì nó phải ăn gấp rưỡi con này, đấy, gấp đôi cái lượng xăng. Con này thì rất tiết kiệm nhiên liệu luôn, giá chỉ là 2.500.000 thôi, cũng bằng giá con kia thôi, nhưng cái độ chạy thì các bác bao bề luôn. Bác dùng những con này không mà sợ là nóng là khó nổ nhé, càng nóng càng dễ nổ luôn. Đấy, cái điểm trừ lớn nhất của máy Trung Quốc là nóng là không nổ được. Đấy. Chỉ được hiệp hai hiệp là mệt, không à, không đa tiếp. Con này thì giá trọng lượng nó 6,5 cân. Ok, con này thì nó khỏe như châu Phi ấy, khỏe lắm. Con này giá 2.500.000 nha, con số 8. Ok, rồi tiếp theo là ông cuối cùng ngày nay nhá, là một ông siêu VIP nữa đây. Ông này thì da vàng. Đấy, ông này con Komatsu 365 nhá, Komatsu G365 36cc, nòng 40 ly, thuộc hệ khai thác nhé các bác nhá. Con này thì cắt cực kỳ khỏe luôn, không thua kém về COA. Ơi, con này lam của nó lam đường kính cắt là 35 này, lam COA này, xích là xà xích chuột, lam Latin nhá, cực kỳ VIP luôn. Con này thì các bác cắt cũng được sẻ cực kỳ ngon. Nói về cái máy Komatsu thì nó quá đẳng cấp rồi. Máy hai thì của nó thì máy bờ phát điện này, máy cưa này, máy cắt cỏ này, hay là máy đầm nước các kiểu nó này, rất là đỉnh cao luôn nhá. Cắt cực kỳ ngon luôn. Dòng này cắt thì rất là khỏe, rất là trâu bò húc luôn. Trọng lượng của nó này 6 cân. Ok, test nổ luôn tiếng máy con cuối cùng ngày này cho bác đi. Con này giá 3.000.000 bao ship nhá, 365 nhá, G365 luôn, đời 3 số nhá. Rất là ngon. Ok, như kiểu đại bác bán từng phát một vậy. Con này thì bán anh em giá 3.000.000 bao ship nhá. Ok, rồi. Em xin phép tạm dừng clip tại đây. Bạn nào quan tâm sản phẩm có thể liên hệ qua số điện thoại 0976123370. Cảm ơn tất cả mọi người.